Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em sẽ có mẫu xe đạp Eurobike Superbike 9500, một dòng xe mà em đang bán tại hàng chỉ có là 6,5 triệu. Các bác đã mua được một chiếc xe đạp, sở hữu được một chiếc xe đạp địa hình đến từ thương hiệu của Mỹ, thương hiệu Eurobike. Và xe thì được sử dụng full cấu hình Shimano Atut, đùi đĩa trục rỗng, bánh 26 inch. Rất là đẹp, tông bóng em về là tông màu trắng xanh, cực kỳ là thể thao và rất là đẹp mắt. Khung sườn thì nhôm, nước sơn nguyên bản. Toàn bộ xe thì còn rất là mới, các bác nhìn trên hình đây. Tông màu, màu sơn các thứ là còn rất là bóng bẩy. Cực kỳ là đẹp. Thương hiệu Eurobike, rất là nổi tiếng của Mỹ. Model 9500 Superbike. Khung nhôm, thiết kế khung vuông hộp. Đó, cực kỳ là cơ bắp và rất là chắc chắn này. Chiếc xe này có cái vành rất là đẹp, vành đan này, đan kiểu song song với nhau này. Đó, kiểu cánh sao này, rất là đẹp. Các bác nhìn trên hình này. Đó, cực kỳ là đẹp. Cũng là nguyên zin theo xe luôn. Lốp thì là lốp 26 inch. Đây là bản 26 x 1.2.10 này. Bản này rất là to nhé. Nhìn chiếc xe cực kỳ là đầm. Đây cái bản lốp này. Những cái vân lốp các bác có thể thấy trên hình đây. Cực kỳ là mới. Chứng tỏ là chủ cũ họ sử dụng xe này rất là ít. Do là chỉ là để thế bãi nên là nó xuất hiện những cái vết xước răm răm nhỏ nhỏ như này thôi. Còn nhìn cái đường vân lốp, chúng tôi là chủ cũ là họ đi rất là ít. Vành trước vành sau này rất là đẹp, nguyên zin. Bộ chuyển động Shimano Atut, từ đề chuyển số sau đến gạt đĩa trước full Atut này, 9 lít 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau, đùi trục rỗng. Máy ưu của chiếc xe là được sử dụng là bi vòng các bác nhé, bi bạc đạn. Máy ưu trước sau dùng bạc đạn, giảm sóc dầu theo xe, kim zin theo xe. Đến ghi đông thì cũng được trang bị ở đây là tay bấm xả Shimano Atut. Atut và phanh dầu, cũng phanh dầu của Shimano. Với cái mức giá mà chỉ có là 6,5 triệu, tôi đang bán tại hàng chỉ có là 6,5 triệu thì đây là một chiếc xe mà có một cái cấu hình gọi là ngon nhất trong cái tầm giá rồi, xanh dầu rồi, cấu hình Atut, đùi trục rỗng rồi, máy ưa bi vòng. Đấy, rất là ngon, rất là phù hợp để cho các bác tiếp cận đến cái dòng xe đạp thể thao và muốn chơi những cái dòng xe đạp thể thao như này. Và bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 41 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m63 6263 đến 7273 đi phù hợp. Bộ chuyển động Atut 9 lít 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Đó, chuyển động rất mượt mà, các bác nhìn trên hình này, lên xuống rất xuất thoát, cực kỳ là mượt. Em quay xa xa để các bác nhìn cái vành này khi nó chuyển động này, rất là đẹp. Đó, chuyển động cực kỳ đẹp luôn.
Và chiếc xe đang được bán bên em mức giá chỉ có là 6 triệu rưỡi bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã mua lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.